Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Các bạn thân mến, món tiết canh vịt đã có từ lâu đời nhưng thời gian dịch bệnh gần đây nhiều người chuyển sang đánh tiết canh giả để ăn cho yên tâm. Mình giới thiệu với các bạn cách đánh tiết canh vịt giả của mình rất đơn giản với những nguyên liệu sẵn có mua ở siêu thị Tây. Mình sẽ không dùng nước củ dền cho nên đỡ được hẳn cái công mua củ dền xay lấy nước. Mình dùng hoàn toàn bằng nước luộc vịt cho nên là mùi vị y như thật. Rắc một chút hạt tiêu vào và nếu có húng quế ăn cùng thì không biết là giả đâu các bạn ạ. Người ta hay tự hào làm tiết canh đông như thạch, thế nhưng mà mình làm thạch thì lại y như tiết. Nhiều người muốn ăn tiết canh thật thì cứ phải cẩn thận hấp bát tiết canh chín lên để ăn cho yên tâm. Vậy sao không làm luôn kiểu này cho nó giống? Nguyên liệu thì có thể mua mề vịt và tim vịt, nhưng mà hôm nay mình chỉ mua được tim vịt, còn mề vịt thì hết rồi cho nên là mua mề gà. Một gói bột rau câu có màu đỏ sẵn, một lạng gan gà, một củ hành khô và một ít rau thơm, có thể là rau mùi hoặc là rau húng. Và đây là nước luộc vịt. Thường quả tim ở trong nó hay có những cái cục máu đông thì mình sẽ cắt nó ra để mình sẽ rửa bỏ đi những cái máu đông. Tùy chúng ta ăn ít hay ăn nhiều, nếu mà để làm cho 3 bát thì chỉ cần một lạng tim với lại một lạng mề. Đây mình đã rửa tim rất là sạch, không còn cục máu đông nữa. Xong rồi mình cho tim với lại gan vào, mình luộc với nước lạnh. Khi sôi thì mình sẽ hớt hết bọt ra cho nó sạch. Tim với gan thì nó nhanh chín nhưng mà nó hay bị đỏ ở trong thì mình chỉ cần luộc nó sôi lên xong rồi mình tắt bếp rồi mình ngâm ở trong đấy. Mề mình làm sạch, mình bỏ cái mỡ ở giữa ra xong rồi mình cho muối vào mình bóp, mình rửa cho nó sạch. Rửa sạch rồi các bạn, bây giờ mình cho nước sôi và mình luộc cho nó nhanh chín. Mề thì có thể luộc luôn bằng nước sôi. Và cho một tị muối cho đậm đà. Và củ hành tây thì mình bật nhỏ lửa để mình nướng, để cho nó thơm và nó chín thì tí nữa mình trộn vào với nhân tiết canh. Mề thì mình cũng luộc sôi xong rồi mình tắt bếp và mình ngâm một lúc để cho nó khỏi đỏ trong. Các thứ mề, tim, gan mình đã ngâm một lúc rồi và bây giờ được rồi thì mình bỏ ra đĩa cho nó nguội. Bây giờ thái gan mỏng và tim với mề thì mình sẽ thái nhỏ ra. Mình thái mề thì mình bỏ cái đoạn giữa trắng trắng, nó hay bị dai. Thái hạt lựu giống như là tim. Mình thái một ít rau mùi vào, trộn vào cho nó thơm. Củ hành củ lúc nãy đã nướng thơm rồi thì bây giờ mình thái nhỏ mình trộn vào. Nhân tiết canh vậy là đã hoàn thành, mình chia ra làm 3 bát các bạn ạ. Khi hãm tiết vịt thì bao giờ người ta cũng hãm bằng nước mắm, cho nên là mình cho một thìa nước mắm và lấy mùi. Cái gói thạch rau câu này thì liều lượng cho nửa lít nước dùng các bạn ạ. Mình có thể cho quá nửa lít một chút cũng được để cho thạch nó mềm mại hơn. Vừa cho vào vừa khuấy đều và đun cho đến khi sôi. Phải luôn luôn khuấy để cho bột nó khỏi bám vào dưới đáy nồi.
Khi sôi rồi thì mình tắt bếp và mình bỏ ra và chờ cho nó nguội 10 phút các bạn ạ. Trong 10 phút này thỉnh thoảng mình lại khuấy một chút. Tiết canh đã để nguội được 10 phút và bây giờ mình bắt đầu đổ vào các bát. Mình lấy thìa mình dầm xuống để cho nó đều. Sau chừng 20 phút thì nó đông đặc lại rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ để gan lên. Mình đã mua gói lạc rang sẵn rồi và bây giờ mình cho vào cái túi ni lông mình đập ra cho nó vụn. Lạc này họ đã rang cùng với muối nhưng mà nó cũng nhạt thì mình cho vào không ảnh hưởng gì hết. Có 3 bát tiết canh thì tốt nhất là mình làm cái gì đơn giản nhất. Mình rút ngắn được 2 công đoạn rồi đấy, tức là khỏi rang lạc và khỏi mua củ dền. Thế là làm rất là đơn giản, nhanh gọn. Mình đã hoàn thành món tiết canh giả. Hôm nay con gái mình lần đầu tiên biết đến món tiết canh, rất là thích. Mùi vị như tiết canh thật mà lại yên tâm. Chúng ta có thể làm tiết canh lợn, tiết canh vịt giả ăn vô tư, không sợ nhiễm vi khuẩn, virus, cúm gia cầm hay sán dây lợn, liên cầu khuẩn lợn. Chúng ta không cần phải mất công đi bắt vịt sống về thì mới có tiết canh. Không lo việc hãm tiết có đông hay là không đông. Lúc nào muốn ăn là ăn, không cần phải kiêng đầu tháng mà cũng không cần phải hấp tiết lên cho yên tâm. Với những nguyên liệu và mùi vị ngon chuẩn, giống 98% các bạn ạ. Các bạn hãy thử làm và chia sẻ thành quả cho mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để xem tiếp các video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.